đủ tiền nằm. Chữ xá chứ thề đấy nó rồi mười áo chắc rồi chắc kìa đem với một chắc là ăn chạy đó nhiệt chịu luôn sống thì luôn ngang ở đây sống được rồi. Nhiệt tiền hơn. Thanh niên không thả không? Thanh niên không thả không? Thả bên năng không có thả. Bên được không có thả. Bên chấp của họ. Bên đi lưu lưu đi sạc bệnh đi. Quá đẹp luôn. Ôi da đẹp. Chụp chặt kìa. Bán lâu rồi này. Da ơi. Quá tuyệt. Tiền đậu ruộng 25 triệu nó to luôn. Đẹp. Đấy. Lớp lên cả đầu kia. Đẹp không? Đẹp lên trong cái đó. Đúng không? 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 Mới nổi nha. Nhớ về chứa thì...
mà lấy cái đó mà mất sạch vô lý. Tạm đi thẳng luôn này. Ừ, tạm đi thẳng luôn để như ta sẽ cần Chẳng biết cái má chưa lên như lên mà thanh niên còn sợ.
Thì hấp dẫn cái này. Đồ một cái đồ tiếng một cái đồ tiếng hai đi nè. Đồ cổng cũng có bây giờ mất cả dụng đi lôi thêm nữa. Mấy con mồi. Hai thằng mấy con mồi bây giờ chưa cũng có cái mồi. Một thằng bị đau, một thằng gãy răng. Thằng hai thằng lại cũng máu luôn. Đi hai thằng lại. Thằng này thằng bị đau nặng. Quấy thì vẫn bảo đau nhưng mà tại vì còn con được con khóc. Oh.
Đến đây thì chắc trại của làng Lưu đã có thể sẽ về nhất, nên mình sẽ không quay nữa. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây.